Ok, à, đây là căn nhà đang chào bán với cái giá là 31 tỷ 500 triệu đồng nha các bạn. Căn nhà này thì có diện tích đất được công nhận là 149,5 mét vuông. Trong đó chiều ngang của nó là 9 mét và chiều dài của nó là 18 mét. Đây là cái đường trước nhà nè, căn góc hai mặt tiền nè. Nó gì là điểm giao nhau giữa đường số 4 với đường số 3 nội khu Sadeco ven sông phường Tân Phong quận 7. Phía trước căn nhà là cái khoảng công viên. Mình sẽ quay qua góc công viên cho các bạn thấy nha. Rồi. Đường trước nhà rất là rộng rãi, xe ô tô lưu thông thông thoáng nè. À, lộ giới đường này thì nó nghĩ là mình sẽ nghĩ là 8 đến 10 mét. Rồi, mình sẽ quay lại trực diện mặt trước của căn nhà nè. Căn nhà này này thì là căn góc hai mặt tiền, đường số 3 và đường số 4 nội khu Sadeco ven sông. Thì tổng diện tích đất được công nhận là 149,5 mét vuông. Do đây là căn góc cho nên là tổng diện tích đất chiều ngang của nó là 9 mét và chiều dài của nó là 18 mét. Do đây là căn góc nên là phạt góc nên tổng diện tích đất được công nhận là 149,5 mét vuông. Kết cấu xây dựng bao gồm một hầm, một trệt và hai tầng lầu cộng áp mái. Tổng diện tích sàn là 485,6 mét vuông. Hướng của căn nhà thì có hướng nhìn về hướng tây nha các bạn. Hiện tại thì căn nhà này đang có 15 phòng cho thuê. Tổng thu nhập một tháng là 75 triệu đồng từ cho thuê phòng trọ gần siêu thị Lotte, thì khoảng cách từ đây qua Lotte khoảng 1,5 cây số và đi về quận nhất thì đi mất 10 phút, khoảng 6-7 cây, trong bán kính 6-7 cây. Đây là cái căn biệt thự, căn nhà nằm tại khu Seiko ven sông phường Tân Phong quận 7, căn góc hai mặt tiền. Sắp tới mình sẽ làm video dạng là video quay trực tiếp và up thẳng lên. Nếu các bạn quan tâm về căn nhà này thì liên lạc cho Tính theo số điện thoại là 0983 383 509 nha các bạn. Mình sẽ quay thẳng video và up thẳng lên kênh YouTube chứ mình không có render hay là làm mấy cái hiệu ứng cũng như là cắt ghép. Mình sẽ quay mặt trước của căn nhà cho các bạn coi nè. Phía trước nhà là cái khoảng công viên nè, rộng rãi thoáng mát cả ngày. Cái nhà này thích hợp cho những gia đình mà thích đi dạo hay chạy bộ hay là nghỉ ngơi rồi đó. Rồi mình sẽ quay lại. Đó. Thời gian tới mình sẽ làm cái thể loại video này nhiều hơn và up thẳng lên kênh YouTube. Mình sẽ làm hai kênh, một kênh là ICB Land và một kênh với tên gọi khác để đo cái hiệu ứng của khách hàng cũng như là cái phản ứng của khách hàng quay like như thế nào và quay có kịch bản như thế nào. Mình sẽ đánh giá hiệu quả từ hai cái kênh này và mình sẽ bóc tách ra, mình phân tích mình sẽ nên làm theo cái hướng nào nhiều hơn. Thì cái hướng mình sẽ là review, tại vì có nhiều bạn nói là mình review nhiều hơn, mình quay thực tế và mình nói nhiều hơn để cho khách hàng dễ hình dung hơn. Thì tại khu Sadeco Văn Xong thì đất đang giao dịch ở mức giá là 150 triệu một mét vuông đến 160 triệu một mét vuông đến gần 170 triệu một mét vuông nội khu, tùy theo vị trí mà có giá trị khác nhau. Còn cái khu mà ven sông thì có giá giao dịch từ 200 đến 210 một mét vuông. Đây là đường trước nhà này các bạn. Đây là cái mặt đường số 3 và mình sẽ quay qua cái mặt đường số 4. À, nếu các bạn quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc cho Tính theo số điện thoại là 0983 383 509 nha các bạn. À, ok, vậy mình sẽ nói lại một lần nữa là giá chào bán cái căn này là 31 tỷ 500 triệu đồng. Tổng diện tích sàn đất công nhận là 149,5 mét vuông. Chiều ngang là 9 mét, chiều dài là 18 mét. Đây là căn góc duy nhất đang chào bán với cái giá tốt nhất và với hiện trạng là đang có 15 phòng cho thuê với thu nhập một tháng là 75 triệu đồng nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm thì liên lạc cho Tính theo số điện thoại 0983 383 509 nha. Thôi chào các bạn, hẹn các bạn gặp ở video tiếp theo.